tin thể thao. Trợ lý Đoàn Thị Kim Chi, người đặc biệt của bóng đá nữ Việt Nam. Trợ lý Đoàn Thị Kim Chi được xem là người đặc biệt của bóng đá nữ Việt Nam. Trong hành trình giành tấm vé đến với World Cup nữ 2023 của bóng đá nữ Việt Nam, qua màn hình, người xem thường nghe những tiếng la hét chỉ đạo rất máu lửa từ cabin. Đó chính là trợ lý Đoàn Thị Kim Chi, cái tên rất đặc biệt của bóng đá nữ Việt Nam. Bén duyên với bóng đá khá muộn, bởi khi là sinh viên trường Đại học Thể dục Thể thao, tức đã 18 tuổi, thì Kim Chi mới được thử tài ở bộ môn bóng đá. Khi theo học tại trường Đại học Thể dục Thể thao, tôi nhận lời đề nghị có muốn thử tài ở môn bóng đá hay không. Tôi ngay lập tức gật đầu và tập luyện cùng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Cứ thế, tôi bén duyên với bóng đá và mở ra sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của mình, Kim Chi nhớ lại. Đến với bóng đá một cách đầy bất ngờ, nhưng nhìn vào bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của nữ cầu thủ gốc Bến Tre này mới thấy được, đó chính là bước ngoặt đời người của Kim Chi. Trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao Kim Chi đã đoạt 4 huy chương vàng SEA Games, 4 chức vô địch quốc gia, 4 lần giành giải quả bóng vàng nữ Việt Nam. Một chức vô địch Đông Nam Á và rất nhiều danh hiệu khác những con số đáng mơ ước với bất kỳ nữ cầu thủ nào ở Việt Nam. Sau hơn 13 năm trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và 10 năm thi đấu cho đội tuyển quốc gia, Kim Chi đã từ sự nghiệp bằng chức vô địch quốc gia vào năm 2010 cùng câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Và cũng từ quyết định này đã mở ra cho Kim Chi một ngã rẽ mới đó chính là sự nghiệp cầm quân cực kỳ thành công của mình. người đặc biệt của bóng đá nữ. Bỏ lại sau lưng sự nghiệp quân đùi áo số, Đoàn Thị Kim Chi tiếp tục gắn bó với bóng đá nhưng ở cương vị huấn luyện viên. Kim Chi đã cho thấy, dù ở vị trí nào, bản thân cô cũng để lại những dấu ấn riêng cho mình. Bắt đầu sự nghiệp dẫn dắt câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2015, huấn luyện viên Kim Chi đã giành 6 chức vô địch quốc gia, 2 cúp quốc gia, một huy chương vàng đại hội thể dục thể thao toàn quốc. Điều đó cũng đồng nghĩa ngay trong năm đầu tiên đảm nhiệm chức huấn luyện viên trưởng đội bóng nữ thành phố Hồ Chí Minh, Kim Chi đã làm nên kỳ tích có 1-0-2 của bóng đá nữ Việt Nam đó là người đầu tiên. Và cũng là duy nhất cho tới thời điểm này vô địch quốc gia cả trên cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên trưởng. Mới đây nhất, Kim Chi được xem là cánh tay phải của huấn luyện viên Mai Đức Trung tại ASEAN Cup 2022 và cũng là vòng loại World Cup bóng đá nữ 2023. Trợ lý của tuyển nữ Việt Nam là người luôn ra sắt đường biên chỉ đạo, động viên các cầu thủ thi đấu. Chính sự truyền lửa từ cabin của Kim Chi cũng ít nhiều giúp cho tinh thần các tuyển thủ nữ Việt Nam càng thêm hưng phấn để chơi với hơn 100% sức lực, qua đó mang về thành quả là tấm vé đến với World Cup bóng đá nữ 2023. Thậm chí, nói về tay cầm quân của huấn luyện viên đoàn thị Kim Chi, nhiều chuyên gia còn tính cử cô cho chức huấn luyện viên trưởng tuyển nữ Việt Nam, khi mới đây huấn luyện viên Mai Đức Trung đã ngỏ ý thôi dẫn dắt tuyển nữ tại World Cup 2023. Bởi ngoài sự am hiểu về bóng đá nữ Việt Nam, lại tận tâm với nghề thì trong thành phần đội tuyển nữ Việt Nam vừa giành vé tham dự World Cup 2023 có đến 9 cầu thủ của thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên đá chính. Họ đều là những nhân tố nổi bật trong sa bàn của huấn luyện viên Kim Chi ở câu lạc bộ. Hai người hùng Trương Thị Kiều và Bích Thùy khi bàn thắng ở trận quyết định với Đài Loan là những điển hình như thế.